Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Danco Podcast của chúng tôi ngày hôm nay. Và đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn được trải nghiệm một kênh podcast mới của chúng tôi. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt và chúng tôi phát sóng, đó là ngày 8 tháng 3. Và ngồi bên cạnh tôi đây là một người bạn ở cùng công ty của tôi, xin giới thiệu anh Cú Sơn. Vâng, chào anh Nguyên Hà. Vâng, xin chào các khán thính giả, tôi là Cú Sơn. Và ngày hôm nay thì là chúng tôi bắt đầu với số Danco Podcast đầu tiên, số 01, với chủ đề là những bóng hồng của Danco Group. Và thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua với rất nhiều những thay đổi về mặt chương trình, chúng tôi đã có rất nhiều những format mới của Danco TV cũng như là ngày hôm nay là kênh Danco Podcast. Và đây cũng sẽ hy vọng là một trong những kênh để tất cả các anh chị em của tập đoàn sẽ cùng nhau gửi những chia sẻ và gửi những lời yêu thương về cho kênh Danco Podcast của chúng tôi, để cùng nhau gắn kết và cùng nhau chia sẻ với nhau không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề đặc biệt của tháng 3. Đúng rồi, tháng 3. Là ngày 8 tháng 3. Vâng, tháng 3, tháng đẹp nhất của mùa xuân, với ánh nắng dịu dàng, thanh khiết không hề gay gắt như ánh nắng mùa hạ sắp tới. Tháng của bao cảm xúc đan xen khó tả. Và trên hết, đó là tháng tôn vinh một nửa thế giới với muôn vàn yêu thương. Và một điều đặc biệt là cái ngày 8 tháng 3 này có lịch sử ở trên thế giới, là bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của các nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Và trải qua các giai đoạn đấu tranh thì đến ngày 8 tháng 3 năm 1910, tại hội nghị phụ nữ do quốc tế thứ 2 tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Và do đó thì ngày 8 tháng 3 được lựa chọn là ngày để nhớ ơn những người phụ nữ đã đấu tranh đòi quyền bình đẳng trên toàn thế giới. Bây giờ thử tưởng tượng rằng thế giới này mà không có phụ nữ thì không biết anh em mình sẽ ra sao nhỉ? Không ổn. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ không còn thiết sống làm gì nữa. Bởi vì theo như lời doanh nhân Maxim Gorky đã từng nói thì tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ. Và có thể thấy rằng là những người phụ nữ đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống này. Vâng, các bạn thân mến, trong cuộc đời này thì ai cũng mang trong tim mình một cái tình cảm dành cho một người phụ nữ nào đó. Đó có thể là người bà, người mẹ, người chị, người bạn gái, người em gái của bạn. Dù đó là ai đi nữa thì cũng chính là những người phụ nữ gần gũi nhất và có ý nghĩa trong cuộc đời của bạn. Đối với Sơn thì có một điều này hỏi Sơn nhá. Thì đối với Sơn, trong lòng của Sơn đấy, ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Sơn? Nếu mà nói về ai là người phụ nữ quan trọng thì hơi khó đúng không? Hơi khó, cũng rất khó nói. Bây giờ được lòng đất thì mất lòng đỏ. Đấy, nhưng mà ví dụ như là trong cuộc đời mình thì có thể là có người thì có ba người, như là tôi thì có là ba người quan trọng nhất là mẹ, là vợ, là con gái đấy. Nếu mà bỏ về, có gạt qua khía cạnh gia đình nhá, thì trước cũng có phải đến cũng khoảng tầm năm người là người phụ nữ quan trọng. Người yêu cũ số 1 đấy. Người yêu cũ số 2. Bạn gái bàn bên. Đúng rồi. Bạn gái cùng công ty đấy, là 4 người rồi. Đúng rồi. Thế còn một người thứ 5 nữa. Người đó là hàng xóm nữa cơ. Hàng xóm, bạn gái hàng xóm. Còn nói chung là từ cái lúc mà còn nói về khía cạnh gia đình thì là mẹ và vợ và con gái là ba người phụ nữ quan trọng nhất của đời. Đúng rồi. Đó. Mẹ thì là người đã sinh thành ra chúng ta, đúng không? Con gái thì là tương lai của chúng ta. Đúng rồi. Còn vợ thì là đội lên vợ lên đầu thì sống lâu trăm tuổi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện ở công sở đi. Đúng rồi. Và tại Danco Group thì sau những guồng quay hối hả của công việc thì ngày 8 tháng 3 được xem như là một khoảng lặng quý giá để các anh em dành những tình cảm, những món quà đặc biệt đến cho những bóng hồng mà mình quý mến ở cơ quan, hoặc là đơn giản đó là những tình cảm chân thành mà nhiều người từ lâu ngại nói ra, hay là những chia sẻ chân thực của các anh về hình tượng của chị em Danco Group trong những khoảng thời gian mà gắn bó làm việc cùng nhau. Sơn nghĩ thế nào về các chị em tại Danco Group? Nghĩ thế nào về các chị em Danco Group à? Thật ra thì từ cái lúc em vào tập đoàn nhé, từ cái lúc bắt gọi là tháng 6 năm 2021 là bắt đầu là chân ướt chân ráo bước chân vào tập đoàn thì cảm giác đầu tiên thật ra em thì em yêu cái đẹp ấy. Em yêu cái đẹp nên là khi bước chân vào phát là mình đã bị kiểu choáng ngợp bởi cái đẹp. Nhưng mà cái đẹp đấy không phải cái đẹp của gọi là
của nội thất nhà cửa hay là cái gì cả, mà là cái đẹp này là cái đẹp của chị em phụ nữ. Hôm nay em nói anh cũng phải chia sẻ ra đấy là em vẫn nhớ nhá, là cái lúc mà bắt đầu bước chân vào ấy là hôm đi phỏng vấn cơ. Hôm đầu tiên hôm đi phỏng vấn vào thì mình vừa vào mình bảo ơ sao tập đoàn này lại nhiều em xinh thế. Bước vào văn phòng, vừa bước vào cửa văn phòng thì thấy đầu tiên là các em lễ tân đi ra lượn ra đã xinh rồi đúng không? Xong lại đến người vào đến bàn phỏng vấn rồi, đến người phỏng vấn của mình cũng vẫn xinh nữa. Đúng rồi. Đây. Quay sang trái vẫn có người xinh mà quay sang phải cũng đều có người xinh. Đấy. Và nghĩ lại nó vẫn cứ bồi hồi trong tim ấy. Và đấy cũng chính là một cái động lực mà để mà tôi tin rằng là các anh em của Danco Group mà đến công ty mỗi sáng. Đấy, chúng ta đến công ty mỗi sáng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Pro đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lại gặp rất nhiều những cái cảnh đẹp, những nét đẹp như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế là điều tuyệt vời rồi. Mà kiểu muốn đi làm ấy, hàng ngày kiểu chỉ mong đứng ở đi làm. Nhưng mà tôi thấy một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là ở Danco Group thì cái guồng quay của công việc thực sự là khủng khiếp. Nhưng mà các chị em vẫn đảm bảo đời công việc ở cơ quan hoàn thành tốt, nhưng mà vẫn đảm bảo công việc, xong công việc là về đến nhà vẫn đảm bảo chăm lo cho gia đình ở nhà, ở gia đình mới là điều tuyệt vời và điều quý giá. Đúng rồi. Phải nói là ngoài xinh đẹp thì chị em ở Danco cũng có sức khỏe. Giỏi, có sức khỏe. Đó. Thực ra đấy là tôi và Sơn là suy nghĩ cá nhân như vậy thôi. Đúng rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần phỏng vấn với các anh em của Danco Group và nghĩ gì và về các chị em của Danco. Tôi thấy phụ nữ Danco thì có một nhan sắc rất là đa dạng, phong phú, trong công việc thì rất là nhiệt huyết, đa di năng, cái gì cũng làm được. Nhưng mà về nhà thì tôi nghĩ rằng ôi hồ. Thì đầu tiên là phải nói đến cái vẻ đẹp, thật sự là rất nhiều vẻ đẹp bất ngờ. Cái thứ hai nữa là về vấn đề về công việc thì ngoài tỏa sáng về cái vẻ đẹp đấy, về tâm hồn đấy, lại còn là gì, tỏa sáng về công việc. Một ngày thì có thể làm 8 tiếng đúng không ạ? Nhưng đây còn là vượt mức chỉ tiêu cả ngày cả đêm nữa. Chị em ở Danco ngoài cái sự về tài năng, xinh đẹp thì có một cái nhược điểm, đó là rất là đanh đá. Thì đa phần là rất là trẻ trung, xinh đẹp và có một cái nhược điểm là nói rất nhiều. Mỗi một ai mà được nhìn chị em ở Danco đều cảm thấy rất là phấn khởi, vui vẻ và cảm thấy tràn trề năng lượng cũng như là yêu cuộc sống. Và thực sự là mỗi lần mà nhắc đến chị em thì tôi rất tự hào để khoe với bạn bè, khoe với những người xung quanh, khoe với những đồng nghiệp khác là tôi có những người bạn tuyệt vời, là những chị em rất tuyệt vời trong tập đoàn Danco. Cứ nhìn vào trong là rất thèm thuồng thôi. Còn anh em bên trong thì cảm thấy rất thích thú bởi vì là có cái sự ngưỡng mộ như vậy từ các anh em bên ngoài. Và thực sự là được làm trong môi trường mà có rất nhiều chị em xinh đẹp như vậy thì bản thân đấy là cái động lực cho anh em đi làm thường xuyên, đều đặn hơn và phấn chấn hơn, tạo hiệu quả rất cao trong công việc. Trẻ trung, cứng rắn, xinh đẹp, cun ngầu, nhiệt huyết. Đó là những mỹ từ dành cho các chị em của công ty, đặc biệt là khi Danco lại có khá nhiều lãnh đạo cấp cao là nữ giới. Dù phải gánh vác trên vai bao trọng trách của gia đình, chăm sóc chồng con, mà bất kỳ việc nào cũng được giao phó, các chị em đều hoàn thành xuất sắc. Vâng, chiếm gần một nửa số lượng cán bộ nhân viên tại Danco Group, các chị em luôn khẳng định mình là cánh tay phải đắc lực, tài năng, khéo léo và luôn nhạy bén trong mọi công việc. Sự phát triển và thành công của tập đoàn đến ngày hôm nay đã có công rất lớn của những bóng hồng. Vâng, và như những lời anh Sơn vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là những chị em phụ nữ của Danco Group không chỉ là những người phụ nữ xinh đẹp mà còn là những người phụ nữ tài năng trong công việc. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm những chia sẻ của các anh em của Danco Group để chúng ta cùng hiểu thêm về những khả năng của các chị em phụ nữ của Danco Group trong công việc hàng ngày. Thực sự là những người phụ nữ rất là tuyệt vời. Tất cả mọi người trong công việc thì đều rất là chăm chỉ, đều là những người tài sắc vẹn toàn luôn. Đó. Nhan sắc thì cũng rất là những người mà có cái vóc dáng ấy, đấy, hình mẫu lý tưởng của các anh đàn anh trai luôn. Đấy. Đến Danco ấy, ngoài nhìn những cái mà gọi là vẻ đẹp của Danco ra thì cái vẻ đẹp tiềm ẩn tiếp theo đấy là những người vẻ đẹp của những người phụ nữ của bạn Danco. Đấy, cực kỳ rất tuyệt vời. Nếu như mọi người có thể lấy được ấy, một người phụ nữ của Danco làm vợ ấy thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Mỗi khi mà tôi được cái cơ hội khi mà làm việc với cả chị em phụ nữ ở tại Danco thì tôi cảm thấy luôn luôn có thêm một cái nguồn động lực, có thêm được cái sự nhiệt huyết, bởi vì phụ nữ ở Danco luôn làm một nửa của cuộc đời của chúng tôi rồi. Không chỉ giỏi với nước mà đảm cả việc nhà,
là gần như là linh hồn, là một cái tâm hồn đẹp để mà chúng tôi có một cái cảm xúc để mà chúng tôi làm việc ở tại đây. Hay quá, hay quá, hay quá. Một màn Happy Woman Day của các anh em tại Danco Group rất là hào hứng đúng không? Đúng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Và bây giờ thì chắc là anh em mình cũng phải có một cái quà tặng gì cho các khán thính giả nữ đang lắng nghe chương trình podcast ngày hôm nay chứ nhỉ? Vâng, phụ nữ là kiệt tác của tạo hóa. Nhân ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ thì một lần nữa các anh em Danco Group xin kính tặng toàn thể chị em một bài hát thay lời muốn nói. Chúc các chị em Danco Group luôn xinh đẹp, trẻ trung, bản lĩnh, tràn đầy năng lượng, cống hiến trong công việc và giữ lửa tổ ấm gia đình. Cũng chúc cho toàn thể phụ nữ trên toàn thế giới một ngày lễ thật tuyệt vời theo cách của riêng mình. Vâng, và ca khúc này cũng sẽ là kết thúc cho chương trình Danco Podcast số đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì thực sự là tôi và Sơn cũng rất là vui khi mà được là người đồng hành, người dẫn chương trình của kênh Danco Podcast trong ngày hôm nay. Và cũng xin được mong là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa ở những số Danco Podcast tiếp theo. Và bài hát cuối cùng chúng tôi xin gửi tặng cho tất cả các khán thính giả là nữ nhân dịp ngày 8 tháng 3, ca khúc Xinh Tươi Việt Nam. Xinh Tươi Việt Nam. Đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, nơi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Yeah, yeah, yeah. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Mọi cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào muôn đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Việt Nam luôn thân.
bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười